tiết lộ bất ngờ cực sốc đời tư hiện tại của Tổng thống Putin. Hoan hỷ đón chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên, kính chúc quý vị khán thính giả an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chiêm nghiệm được nhiều điều nhân văn để gia đạo được luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Trong bối cảnh căng thẳng quốc tế gia tăng do chiến tranh Nga-Ukraine, sự chú ý của truyền thông và công chúng thế giới không chỉ dừng lại ở những diễn biến trên chiến trường mà còn đổ dồn vào cuộc sống cá nhân phức tạp và bí ẩn của người đứng đầu nước Nga, Tổng thống Vladimir Putin, được biết đến là một trong những nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp của ông luôn là đề tài của nhiều cuộc bàn tán và phân tích. Tuy nhiên, đời tư của ông, đặc biệt là mối quan hệ với người vợ cũ Lyudmila Putina, lại càng thêm phần thắt và ít được biết đến. Phú Quý Tài Lộc sẽ mở ra một góc nhìn khác về đời sống riêng tư của vị Tổng thống này, hé lộ những khía cạnh ít ai biết đến và phản ánh ảnh hưởng của nó đối với chính sách và hình ảnh của ông trên trường quốc tế. Cuộc sống cá nhân của Tổng thống Nga Vladimir Putin, một trong những nhà chính trị quyền lực nhất trên thế giới, vẫn luôn là một ẩn số đối với truyền thông. Thậm chí, thông tin về vợ cũ của ông, bà Lyudmila Putina, người đã có cuộc hôn nhân kéo dài 30 năm với Tổng thống Nga, còn hiếm hoi hơn. Trong khoảng thời gian sống bên người chồng là Tổng thống, bà Lyudmila Putina, vợ cũ của Tổng thống Nga Putin, thường rất hiếm khi xuất hiện công khai. Do đó, những thông tin về người phụ nữ đã từng là đệ nhất phu nhân của Nga ít được biết đến. Bà Lyudmila Putina, vợ cũ của Tổng thống Nga Putin, đã kết hôn với ông vào ngày 28 tháng 7 năm 1983. Lúc đó, bà đang là sinh viên khoa triết học tại Đại học Leningrad. Sau đó, họ chào đón hai cô con gái, Maria vào năm 1985 và Katerina vào năm 1986 tại Dresden, Đông Đức. Bà Lyudmila sinh ngày 6 tháng 1 năm 1958 trong một gia đình tại thành phố Kaliningrad, Liên Xô cũ, với cha là công nhân và mẹ làm thu ngân. Khi còn đi học, bà được các giáo viên đánh giá là một cô gái thông minh và có tham vọng. Một giáo viên cũ của bà đã nhận xét rằng bà là một sinh viên năng nổ, ưa thích các hoạt động xã hội, học hành chăm chỉ và rất có năng lực. Bà Lyudmila đã mơ ước trở thành một nữ diễn viên từ khi còn là học sinh tiểu học. Trong suốt thời gian học phổ thông, bà tham gia vào một nhóm kịch tại nhà văn hóa thiếu nhi Kaliningrad, đọc thơ và hát trong các cuộc họp của trường. Bà đã giành giải nhất trong nhiều cuộc thi đọc thơ nhờ chất giọng tốt của mình. Ngoài ra, bà cũng được khen ngợi vì vẻ đẹp đặc biệt của mình. Giáo viên môn diễn xuất đầu tiên của bà là cô Antonia Zajka, ngôi sao của nhà hát kịch địa phương. Trong một cuộc phỏng vấn, người giáo viên này nói rằng bà Lyudmila trông giống như một cô gái đang trang điểm, với mái tóc trắng như tuyết, cặp lông mày đen và đôi mắt sáng. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm 1975, bà Lyudmila đã làm nhiều công việc khác nhau trong vòng 5 năm tại Kaliningrad, bao gồm làm nhân viên bưu điện, học nghề tại một nhà máy, học y tá tại bệnh viện, đứng đầu một câu lạc bộ kịch, đệm đàn và làm tiếp viên hàng không cho các hãng hàng không. Trong cuốn sách Vladimir Putin, Lịch sử của sự sống, nhà văn Oleg Bloy đã ghi lại những ký ức của bà Lyudmila về mối quan hệ với ông Vladimir Putin. Đó không phải là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên và cũng không phải là một tình yêu lãng mạn. Mối quan hệ của họ phát triển một cách tự nhiên và trong sáng. Vào tháng 3 năm 1980 tại Leningrad, nay là Saint Petersburg, một người bạn đã giới thiệu ông Putin, khi đó 27 tuổi, cho bà Lyudmila, 22 tuổi. Lúc đầu, bà không mấy ấn tượng với ông. Bà Lyudmila nhớ lại rằng ông Putin ăn mặc xuề xòa và không thu hút lắm. Tôi không hề ấn tượng với ông ấy lắm nhưng ông Putin rất kiên trì. Họ cùng đi xem vở diễn của Arkady Rykin. Tại thời điểm đó, nhân viên an ninh Putin có thể mua vé ở bất kỳ rạp nào. Tổng thống Putin khi đó nói rằng ông làm việc trong phòng điều tra hình sự và có lúc, không biết là vô tình hay hữu ý, ông Putin đã để cho người bạn gái nhìn thấy giấy chứng nhận nhân viên điều tra hình sự của mình.
Bà Liễu Mila thu hút nhiều chàng trai trẻ, nhưng bà đưa ra yêu cầu rằng người bạn trai của bà không uống rượu. Bà tin tưởng vào ông Putin và đó là lần đầu tiên bà đã yêu. Tổng thống Vladimir Putin luôn là một người kiên định và dè dặt, trong khi bà Liễu Mila lại được đánh giá là luôn vui vẻ và cởi mở. Một lần, ông Putin không hài lòng khi thấy bà Liễu Mila cười đùa và nói chuyện trong một buổi liên hoan. Nhà lãnh đạo Nga đã nghĩ rằng điều này không nghiêm túc và đã thẳng thắn tuyên bố rằng ông không muốn phát triển mối quan hệ. Bà Liễu Mila buồn bã rời Kaliningrad, nhưng chỉ 2 tuần sau đó, bà quay lại Leningrad để gặp ông Putin. Bà vẫn cảm thấy ông Putin có điều gì đó bí ẩn và không thể rời xa ông. Mối quan hệ giữa bà Liễu Mila và Tổng thống Putin kéo dài 3 năm rưỡi mà không có suy nghĩ về đám cưới hoặc động thái thúc giục việc ngỏ lời cầu hôn. Bà Liễu Mila biết rằng chỉ có ông Putin mới quyết định điều này và bà không dám đưa ra bất kỳ đề nghị nào. Bà đã viết sau này, thực tế trong cuộc sống hàng ngày, ông ấy đã thường xuyên kiểm tra sức chịu đựng của tôi. Tôi luôn có cảm giác rằng ông ấy luôn theo dõi tôi. Quyết định mà tôi sẽ đưa ra là đúng hay sai, tôi sẽ vượt qua thử thách này hay thử thách khác. Sau khi tốt nghiệp ngành văn học và ngôn ngữ Tây Ban Nha thuộc khoa văn học của Đại học Tổng hợp Leningrad vào năm 1986, bà Liễu Mila vẫn tiếp tục nghiên cứu và học tập. Bà cũng thông thạo 3 ngoại ngữ khác, tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha. Ngay sau đám cưới, ông Putin bắt đầu công tác ở nước ngoài. Cuộc sống ở đó thoải mái hơn và phần nào giúp ông thư giãn, tiếp xúc với nhiều thành phần khác nhau trong công việc. Ông dần trở thành người sành bia tại Jordan, Đức. Ông bỏ cuộc thể thao và tăng cân đáng kể do thực phẩm phong phú và bia tươi. Thị trấn gần đó còn là nơi sản xuất bia xuất khẩu. Theo lời kể của bà Liễu Mila, Tổng thống Nga là một người khó tính trong việc ăn uống. Một món ăn không hợp khẩu vị của ông có thể khiến ông từ chối cả bữa ăn. Dần dần, bà Liễu Mila sợ bếp núc bởi công sức của bà thường không được công nhận. Bà không thể quen với việc chồng mình không bao giờ nói gì về công việc của mình. Khi được hỏi về ngày làm việc, ông thường trả lời theo mẫu, buổi sáng đi bắt, buổi chiều thả ra. Từ năm 1990 đến năm 1994, bà Liễu Mila giảng dạy tiếng Đức tại Đại học Tổng hợp Leningrad. Sau đó, từ năm 1994 đến năm 1999, bà là đại diện tại Moscow cho công ty viễn thông Minvest Telecom. Thế nhưng, bà Liễu Mila hiểu rằng chồng mình đã tạo ra cuộc sống như vậy cho bà. Bà thích đi du lịch nước ngoài và mặc dù với mức lương khiêm tốn, ông Putin đã cho bà đi Pháp, Thụy Sĩ, Áo, vân vân. Nếu ông Putin bận vì công việc, bà Liễu Mila sẽ đi cùng với các con. Mùa hè năm 1998, khi ông Putin được bổ nhiệm làm Giám đốc Tổng cục An ninh Liên bang, bà Liễu Mila và các con đã đi nghỉ ở miền nam nước Pháp. Từ đó, bà cảm thấy cuộc sống trở lại bình thường. Tuy nhiên, sự cô đơn đã bắt đầu ám ảnh bà. Bà không muốn đi đâu, không muốn nói chuyện với ai hay nói về bất kỳ điều gì. Sau khi ông Putin đắc cử Tổng thống vào năm 2000, bà trở thành đệ nhất phu nhân Nga. Khác với nhiều đệ nhất phu nhân khác, bà Liễu Mila sống kín tiếng và tĩnh lặng bên cạnh Tổng thống Nga Putin. Bà biết vai trò này không dễ dàng, phải luôn nở nụ cười và tham gia vào các sự kiện chính trị quan trọng nhưng ít khi xuất hiện công khai bên chồng hoặc trong những bức ảnh gia đình hạnh phúc. Thông thường, các nguyên thủ quốc gia khi đi thăm chính thức một quốc gia khác thường có phu nhân đi cùng. Tuy nhiên, với Tổng thống Nga Putin, bà Liễu Mila thường ít khi được tham gia vào các đoàn thăm. Ví dụ, vào tháng 4 năm 2000, khi Tổng thống Putin thăm chính thức Anh, ông không đưa vợ đi cùng và khi được hỏi, ông trả lời rằng đem theo các bộ trưởng có lợi hơn. Vào mùa hè năm 2006, khi ông Putin thăm Thượng Hải, phu nhân cũng không đi cùng và ông giải thích rằng bà ấy muốn đến đây nhưng sợ nóng vì thời tiết ở đây rất nóng. Nói chung, bà ấy không thích tham gia vào các chuyến thăm chính thức hay không chính thức cùng ông. Bà Liễu Mila cũng lo sợ rằng cuộc sống riêng tư của họ sẽ kết thúc hoàn toàn và các con cái sẽ phải thấy cha trên truyền hình nhiều hơn là ở nhà.
Mặc dù không dành nhiều thời gian cho con, bà Lyudmila vẫn nhận xét rằng ông Putin là một người cha mẫu mực và luôn ở bên con khi cần. Với tư cách là đệ nhất phu nhân, bà Lyudmila Putina đảm nhận trách nhiệm của một quỹ nhằm phát triển tiếng Nga và đề xuất các tuyên bố liên quan đến ngôn ngữ và giáo dục Nga. Bà đặt ra mục tiêu duy trì và bảo tồn tiếng Nga và đã công khai phản đối các cải cách chiến lược. Ví dụ, vào năm 2002, khi Viện Hàn Lâm Khoa học Nga đề xuất thay đổi chính tả tiếng Nga, bà đã hủy bỏ đề xuất này. Thậm chí, một tờ báo ở Moscow cáo buộc rằng bà Lyudmila Putina trên thực tế đã hủy bỏ mọi nỗ lực cải cách chính tả. Tuy nhiên, thực tế là phản ứng của công chúng và giới học thuật đối với những cải cách đó khá tiêu cực. Ngày 6 tháng 6 năm 2013, Tổng thống Putin và bà Lyudmila chính thức tuyên bố ly hôn sau 30 năm chung sống trên kênh truyền hình quốc gia. Thông báo này được đưa ra trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Russia 24 sau khi họ tham gia buổi biểu diễn ba lê tại Moscow. Đây cũng là lần xuất hiện đầu tiên của họ cùng nhau kể từ khi ông Putin nhậm chức vào tháng 5 năm 2012. Bà Lyudmila chia sẻ, Vladimir Vladimirovich hoàn toàn đắm chìm trong công việc. Chúng tôi mỗi người sống một cuộc sống riêng và tôi thực sự không thích cuộc sống trước công chúng. Các chuyến bay cũng rất vất vả cho tôi. Ông Putin cũng nói, chúng tôi sẽ vẫn giữ quan hệ thân thiết. Tôi chắc chắn về điều đó. Mãi mãi sẽ như thế. Ngày 2 tháng 4 năm 2014, Điện Kremlin xác nhận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hoàn tất việc ly hôn với vợ. Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình, khi được hỏi về việc khi nào Nga sẽ có một đệ nhất phu nhân mới, Tổng thống Nga cho biết ông sẽ tìm một người đàn ông mới cho bà Lyudmila trước khi suy nghĩ về việc tái hôn. Năm 2016, hãng tin Nga Rosgor Time trích dẫn thông tin từ trang tin tức SESR đưa tin rằng bà Lyudmila đã thay đổi họ của mình. Điều này có thể là bằng chứng cho thấy bà Lyudmila đã tái hôn. Trang tin tức SNIC cho biết bà Lyudmila đã thay đổi họ của mình thành họ của một người đàn ông 37 tuổi tên là Uchet, người hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Trung tâm Phát triển Truyền thông Liên Nhân Cách, tổ chức được bà Lyudmila bảo trợ từ lâu. Về phía ông Putin, mặc dù có nhiều tin đồn về việc ông đã tái hôn một cách bí mật, nhưng Điện Kremlin đã xác nhận rằng Tổng thống Nga hiện vẫn độc thân. Trong khi thế giới đang chao đảo trước những diễn biến của cuộc chiến Nga-Ukraine, câu chuyện về đời tư của Tổng thống Vladimir Putin thêm một lần nữa nhấn mạnh rằng cuộc sống của những nhân vật quyền lực nhất thế giới không chỉ là những quyết sách hay chiến lược chính trị. Đằng sau vẻ ngoài cứng rắn và bí ẩn đó là những câu chuyện cá nhân, những quyết định và hy sinh đầy cảm xúc, ảnh hưởng không nhỏ tới cách họ hành xử và quản lý quốc gia. Cuộc sống của bà Lyudmila và những chia sẻ hiếm hoi từ cựu đệ nhất phu nhân này cung cấp một cái nhìn hiếm có vào một phần của thế giới riêng tư phức tạp sau những cánh cửa đóng kín của Điện Kremlin. Chúng ta có thể chỉ thấy được một phần của bức tranh, nhưng qua đó cũng đủ để thấy rằng cuộc sống thường nhật, dù là của một người bình thường hay một tổng thống, đều không tránh khỏi những sóng gió và xáo trộn.